Quỳ ơi, nãy tới giờ á mình có nghe hát rồi, mình cũng xem múa rồi, mình cũng xem múa lân luôn rồi. Vậy thì chương trình hôm nay có gì khác biệt hơn không Quỳ? Rồi rồi, chịu chị Hằng luôn. Các bạn ơi, cho một tràng vỗ tay thật lớn để cùng đến với tiết mục Nhạc Võ do các bạn gia đình Phật tử Khánh Quang